Chị lúc đầu tụi em là thanh mai trúc mã đúng không? Dạ. Là tụi em biết nhau từ hồi còn nhỏ xíu xíu. Dạ. Thậm chí là gọi là ở trường tắm mưa mà tắm chung rồi mà không biết luôn á. Đầu á là ba mẹ anh cũng không có thích em lắm. Tại vì tướng thì vừa lùn vừa xấu. Thật sự em cao có 1m45 thôi. Hai lúa đặt thì bác sĩ có nói với em một câu là cho dù có thay tim như chồng em thì chồng em cũng không thể sống được. Ở nhà thì quyết là sẽ bán hết tất cả tài sản. Cho dù thay tim mà anh sống được thì vẫn sẽ bán. Tức là em không cần một cái gì cả. Nếu như mà anh khỏe được mà em ở nhà trọ em vẫn đồng ý. Nói chung là trong lòng mình rất là sợ. Tại vì không biết là tuần tới con mình còn ba hay không. Rồi mời em ngồi đi. Thay mặt chương trình Vợ Chồng Son rất là cảm ơn hai vợ chồng bạn đã đến với chương trình này. Dạ. Chào hai bạn. Dạ, mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và toàn bộ quý vị khán giả. Em tên là Đặng Kim Ngân, năm nay 31 tuổi, sinh sống ở Bình Dương, kỹ sư cơ khí. Hiện tại giờ thì đang ở nhà, đây là bà xã của em. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Em là tên là Lê Thị Liên, em sinh năm 1991 và hiện tại em đang là luật sư. Công việc của em là kỹ sư cơ khí. À, bây giờ là em có làm việc không? Dạ em bị bệnh xong rồi em nghỉ rồi. Ồ xin lỗi là mình bị bệnh gì vậy em? Dạ em bị sốt. Sốt nhiễm hàn. Đi mưa nhiều quá dẫn tới nhiễm hàn rồi nó nhập vô cơ thể, phá hoại hết cơ thể trong cái nội tạng của em. Dạ. Ồ vậy hả cưng? Dạ. Rồi xong rồi là mình mới không đi được đúng không? Dạ. Hồi năm nào? Dạ lúc năm 2016. Vậy là mới có 3 năm nay thôi? Dạ mới 3 năm nay. Tức là trước đây là Ngân là sinh hoạt bình thường. Dạ em là người bình thường hết. Dạ. Ngân Liên, nghe gọi tên Liên cái thấy thân thiết làm sao đâu á. Bây giờ anh tên Liên ấy. Bà xóa mà Liên à. Bây giờ kể cho chương trình nghe là hai bạn lần đầu tiên gặp nhau như thế nào và cái chuyện tình cảm của các bạn ra sao. Nhà em với nhà ảnh là cách nhau có 150m thôi. Nếu mà đi từ nhà ảnh vô vườn thì phải đi qua nhà em. Cái rồi trong xóm chơi vậy đó. Xong rồi cái mấy em mới nhốt trong một cái nhà của nhà hàng xóm. Rồi cái từ đó nó cũng nói chuyện nhiều hơn. Thấy thích rồi thấy thích muốn nói chuyện. Chị hiểu rồi, tụi em là thanh mai trúc mã đúng không? Dạ. Thế là tụi em biết nhau từ hồi còn nhỏ xíu xíu. Dạ. Thậm chí là gọi là ở trường tắm mưa mà tắm chung rồi mà không biết luôn á. Lúc đó thì cũng nhỏ thì để ý thì cũng thích rồi khoái vô nhà chơi. Tối rủ đi chơi hội chợ hoặc là dẫn đi ăn kem, ăn chè gì đó. Lúc đó năm đó em bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em học lớp 10. Mà cái tình cảm học sinh lúc đó chắc vui lắm đúng dạ, không? Học chỉ sinh nhìn chỉ vui. Cần nhìn thấy nhau gặp nhau xong rồi nói chuyện mày tao chỉ tới chỗ tỉnh là thấy vui rồi đó. Chủ yếu là cứ ngày nào cũng muốn gặp nhau để nói chuyện. Rồi cái thời gian đó em tấn công cô Liên này dữ dội không Ngân? Gia đình thì cũng muốn hai đứa cố gắng học, hai đứa cũng không tấn công dữ dội gì lắm, chỉ là gặp mặt nhau nói chuyện nhau là thích rồi. Chính thức lúc nào mà tụi em cảm thấy là nó thực sự là một cái tình cảm nam nữ? Tới lúc mà vợ em năm cấp 3, ba mẹ vợ có nói là cũng như là đừng có gặp mặt nhiều quá để cho hai bên cùng học nữa. Thì tới lúc mà vợ em vừa học đậu được đại học á thì bắt đầu hai đứa mới xác định đến là chuyện tình cảm nam nữ. Cái lúc đó là ba mẹ có đồng ý không? Dạ, đã đồng ý chưa? Dạ ba mẹ đã đồng ý rồi. Mới đầu á là ba mẹ anh cũng không có thích em lắm. Tại vì tướng thì vừa lùn vừa xấu. Thật sự em cao có 1m45 thôi. Hai lúa đặt. Thì lúc mà bắt đầu là anh lên đại học á thì anh học được 1 năm. Sau đó là bắt đầu là em đậu đại học. Hai bên gia đình cũng chắc là cũng nghĩ cũng lớn rồi nên là thành ra cũng không có ý kiến, cũng không phản đối gì hết. À vậy thì năm thứ mấy thì hai đứa mới chính thức gọi là yêu nhau? Nếu mà anh ngỏ lời thì năm 2 phải không chồng? Năm thì như vợ nhớ là năm 2 của ảnh. Năm 2 của đúng rồi, năm 2 của ảnh là năm nhất của em. Kết hôn á thì em nói mà các bạn em cũng hoài tin luôn. Tại vì lúc đó là em mới vừa ra trường xong. Em làm ở Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương á, làm được 2 tháng. Tự nhiên bữa đó hai vợ chồng đang đi học buổi chiều, đến cái quán hủ tiếu gõ ở lề đường á. Đang ăn cái em hỏi vậy có muốn cưới không? Chắc lúc này là em tỏ tình trước quá. Nếu muốn cưới thì để em gọi điện về cho ba mẹ. Nếu mà ba mẹ đồng ý thì cưới thôi. Dĩ nhiên rồi. Rồi anh trả lời em đúng trả lời ý rồi. Lúc đó em sung sướng không? Dạ có. Rồi đồng ý luôn. Dạ đồng đúng ý. Rồi cờ tới tay phải phấn rồi chứ. Dạ. Rồi ba mẹ xuống hốt luôn. Dạ. Là 1 tuần sau là đám hỏi. Xong là 1 tháng sau là cưới. Tụi em đám cưới cho tới bây giờ là bao nhiêu lâu rồi? 6 năm. 6 năm rồi. Tụi em có baby chưa? Dạ có. 3 tuổi rưỡi. Trong cái thời gian đó thì vợ chồng em có những cái biến cố gì khó khăn không? Biến cố thì sanh được 1 tháng. Tại vì cái tháng đầu tiên đó là ảnh cũng là lấy cái bằng đại học á, tại vì ảnh vừa học vừa làm buổi tối nên là 1 tháng đó ảnh đi suốt vậy đó. Chung là vừa làm rồi vừa học á, em cứ đi trời mưa suốt, cứ sáng đi gặp mưa rồi chiều về cũng gặp mưa. Và em cứ đi từ Bình Dương lên thành phố
Bé em sinh ra được 2 tháng là bắt đầu em phát bệnh. Trời ơi, một bên là con còn nhỏ rồi, một bên chồng bệnh, em xoay sở sao? Thì mới đầu thì cũng nhẹ, tại vì bị sốt. Mới đầu là đưa bệnh viện Bến Cát, rồi bệnh viện Bình Dương, rồi đi mấy bệnh viện á. Trước ảnh đó là anh của ảnh cũng mất năm 2007 vì cũng bệnh, cũng sốt 2 năm như vậy á. Nên là gia đình cũng khá là lo lắng, cũng đưa rất là nhiều bệnh viện. Em tranh thủ đi làm buổi sáng, rồi buổi chiều về em phụ, rồi cứ chuyển qua các cái bệnh viện. Tức là anh sốt mà không phát hiện ra bệnh? Dạ đúng rồi. Sốt lúc đó là nó biến chứng, nó ảnh hưởng nhiều thứ lắm. Có nghĩa là tim, gan, rồi đường ruột, rồi phổi, rồi gì là bị hết. Bao nhiêu lâu em bị cái thời gian sốt đó là bao nhiêu lâu thì mình mới xác định được cái bệnh của mình? Mỗi một cái bệnh viện thì nói một cái bệnh khác nhau. Nhưng mà đến tận thời điểm này thì vẫn chưa biết chính xác là bệnh gì. Có vô 6 mũi hóa chất. Lúc đó là người em là ốm, chỉ còn bộ xương và nó tóc thì rụng hết. Nằm đó thì lúc đó là chỉ còn truyền thở oxy và truyền sữa vào tĩnh mạch thôi. Thì lúc đó thì bệnh viện nó cũng trả về. Không chữa được mới trả về đúng không? Dạ, chữa mà truyền vô người đây cũng rút ống ra rồi. Cái trời thương sao thì bản năng của em nó lại muốn ăn trở lại. Có nghĩa lúc đó về thì em thèm ăn thịt lắm. Mẹ cứ kho thịt kho tàu á, là em cứ ăn một lần một chén là mấy cục thịt vậy đó. Và, dạ, và cứ con cá lóc á, mẹ cứ hấp lên và em ăn hết nguyên một con vậy đó. Cứ thèm cái gì cái mẹ cứ làm vậy rồi, cứ ăn vậy rồi, cái khỏe trở lại. Thì lúc đó người á, thì không cử động được, nhưng mà từ từ cái tay em cử động lại được. Rồi em có sức khỏe lại, cái em chống là em ngồi được. Lúc ngồi được thì bắt đầu mới ngồi xe lăn. Nghe em kể thì anh thấy rằng là kỳ tích xuất hiện đó. Dạ, em cũng nghĩ là vậy. Em nhớ là cái gọi là cái thời kỳ đỉnh điểm nhất á, là cái thời kỳ khó khăn vừa về cái mặt tài chính lẫn về mặt tinh thần. Thì bác sĩ có nói với em một câu á, là cho dù có thay tim cho chồng em thì chồng em cũng không thể sống được. Ở nhà thì quyết là sẽ bán hết tất cả tài sản. Cho dù thay tim mà anh sống được thì vẫn sẽ bán. Tức là em không cần một cái gì cả. Nếu như mà anh khỏe được mà em ở nhà trọ em vẫn đồng ý. Nói chung là trong lòng mình rất là sợ. Tại vì không biết là tuần tới con mình còn ba hay không. Dạ em xin lỗi. Không có gì em. Dạ. Thì em ở nhà em tranh thủ đi làm. Rồi 11 giờ em chạy xe máy, chạy từ Bình Dương chạy lên đường Nguyễn Lương Bằng á. Rồi lên thăm ảnh chỗ đó. Rồi ở lại canh rồi thăm đến cái cửa thứ hai. Là xong 8 rưỡi rồi em bắt đầu em chạy từ thành phố chạy về. Thì nhiều khi là về nhà 11, 12 giờ tối luôn. Đường thì cao su vắng tanh là, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà không lên thăm ảnh thì mặc dù em biết lúc đó là bác sĩ nói kết luận là ảnh không còn gọi là bị mất khả năng luôn, là lý trí của ảnh lúc đó là bị hoang tưởng. Tại vì một người mà 75kg mà xuống chỉ còn có 35kg thôi. Cho dù còn một giây phút nữa thì em cũng sẽ cố gắng hết sức để mà chiến đấu cùng với chồng của em để mà có thể giành lại được sự sống của mình. Nhưng mà những cái lúc mà như vậy á, thì khi mà vợ em vào là em cảm nhận, em vẫn biết là cô đang bên cạnh em đúng không? Dạ, trí não của em á. Thì có lúc tối á, hoặc là không có ai thì lúc đó là em mới bị hoang tưởng, lúc đó là em không nhớ gì cả, suy nghĩ tùm lum hết. Còn lúc mà tỉnh thì lúc nào em cũng nhìn lên cái đồng hồ và chỉ chờ cho đến cái giờ mà vợ và gia đình vào thăm. Cái này em rất thương bố vợ của em. Em đi đâu thì bố vợ cũng đi nuôi em hết. Tức là có bố vợ là thường xuyên trong đó. Dạ, bố vợ. Còn em là cứ đến giờ thì sau đó phải về với con đúng không? Dạ, tranh thủ sáng đi làm rồi về với con. Như vậy là em ở trong bệnh viện bao lâu? Lần sau cùng á là hơn 1 tháng, tại vì ở trong phòng ICU á là một tháng trong phòng ICU cũng cả tháng rồi. Một tháng trời. Chi phí thì sao? Lúc đó gọi là cực kỳ áp lực luôn, tại vì cứ khoảng 1 tuần á là phải tạm ứng nhiều khi là cả 100 triệu luôn. Một ngày trong ICU là khoảng 20 triệu một ngày. Chỉ là cái tiền phòng thôi là 20 triệu một ngày, còn tiền thuốc thì không tính tới. Nhưng mà nằm trong đó rồi thì cuối cùng bệnh viện cũng phải cũng trả về. Dạ. Lúc đó thực sự là gọi là cũng không biết làm sao hết. Nếu như mà đem về á, mà ảnh có cơ hội em sống mà mình đem về như vậy thì có nghĩa là mình đang tự tay mình sẽ giết chồng mình. Cho dù là một giây phút nữa thì em vẫn muốn là để cho anh ở trong bệnh viện để có cơ hội. Nên là thành ra là lúc đó là gia đình mới quyết định là bán miếng đất ở nhà đi. Trước cái lúc mà bán đất thì được cái thì cũng có nhiều người ở hàng xóm, người ta có tiền người ta cũng thương, cứ hỏi mượn tiền mà người ta cho mượn lần mấy trăm triệu và không tính một tiền lời nào cả. Cũng có nhiều người ở xa cũng không biết tới em luôn. Anh của em á thì hỏi mượn, kể hoàn cảnh bệnh của em vậy là người ta vẫn cho mượn. Nhưng mà cuối cùng thì chồng em vẫn phải đưa về nhà. Nhà em là gọi lúc đó là gọi là không có biết gì nữa rồi, là ai chỉ đâu mắt đâu thì đi đúng đó rồi, có bệnh thì vái tứ phương như vậy đó. Thì ở gần nhà thì có một cái ông cậu là gọi là ông thầy ấy, gọi là ông trị bệnh bằng thuốc. Nói chung em cũng không biết là gì, nhưng mà ở nhà thì ý là nói như vậy. Đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt là đến ngày thứ tư thì tự nhiên cái chiều đó bác sĩ cho ra ngoài phòng thường, thì khoảng 1 tuần sau là bác sĩ cho ra về. Nhưng mà cái lúc mà đưa về đó là tình trạng chồng em như thế nào? Khoảng 39kg và chỉ còn bộ xương. Là tay chân thì sao? Là liệt hết.
xương cốt của em lúc đó là chỗ nào cũng đau hết, truyền thẳng chuyện... một cái đường ống vô lỗ mũi vô thẳng bao tử thôi. Rồi cái chi tiết mà ăn cơm với thịt kho hộp vịt đó là lúc lúc đó sau là... nữa sau lúc đó sau khi mà chị ông thầy một, dạ. một ngày mà ăn tại cái rửa thịt kho hộp vịt trời thấy ghét quá vậy. Dạ không ăn đó. Nhiều lắm chân em giờ là hiện đang tập đi được đó là dịnh vô cái khung khung thanh song song đó là bước bước đi được. Nói chung là nghe qua câu chuyện của em một câu chuyện phải nói là hồi sinh kỳ hả? Tích một câu chuyện hồi kỳ sinh tích. Thông qua chương trình này thì em cảm ơn tới những mạnh thường quân, những hàng xóm ở cùng quê của em là đã giúp đỡ em tận tình, giúp em vượt qua những cái khó khăn và những cái bệnh tật, em cảm ơn rất nhiều. Dạ. Rồi bây giờ là nợ nần là mình đã thanh toán được hết rồi gì? Bây giờ cũng còn nợ, em vừa đi làm vừa trả cái khoản nợ đó. Tại vì cái miếng đất mà bán thì nó chỉ có một phần nhỏ thôi. Giờ ba mẹ em cũng già rồi. Ba chồng em thì mất năm 2018. Giờ còn có mình má chồng thì má chồng phải phụ cho ảnh nữa. Nên là gần như là em là người lao động chính. Nên thành ra là mấy cô mấy chú thì thấy cũng thương. Thì cũng không có nói cũng hỏi khi nào mà mình có thì mình trả. Khi mà như này là coi như là bất bệnh rồi đó. Vì là thập tử nhất sinh mà. Như là chúc mừng hai vợ chồng em. Thiệt, thật sự. Hồi nãy giờ cái câu chuyện của mình nó từ đầu cũng trình tới giờ là nó đi nó hơi buồn đúng không? Bây giờ mình bước qua một cái phần khác để cho nó sơm lên đúng không? Dạ. Đó, các em coi chương trình vợ chồng son nhiều không? Dạ cũng nhiều. Ưu tiên cho em đó. Nói cho anh biết đi, cô ấy có thật xấu gì? Dám kể à? Vợ em thì cái là cà lâm liền thấy không? Không có nhìn nha, không có hăm he nha, không có nhìn. Cái là thật xấu là ngủ cứ quay là như cái đồng hồ vậy đó, xoay như trong trống, tí ngủ đây, cái lát tí là xoay. Là nhiều khi nằm báo ngủ là nằm một hồi là em lại nằm với cái chân nhờ là xe bông dụ nhiều khi đang nằm gác qua chồng cái lát nữa lại gác lên tới đầu đó. Đang ngủ tự nhiên nằm bao thấy núi đè, mở mắt ra thấy nguyên chất bạc đó. Tật xấu thứ hai vợ em là luật sư nên là nói nhiều lắm. Dạ, nói bất chấp, nói không cho giải thích luôn, không cho giải thích luôn. Còn gì nữa không em? Hết nghĩ ra làm bộ quên á. Thường á là bà nói ra rã rồi. Bữa nay khui tật xấu bà ra nữa, về là tối nay nói bà nữa hết rồi không? Dạ. Tới em nói đi. Anh thì hay nhậu. Bây giờ còn không? Không, bây giờ chắc không dám đâu. Hồi trước thì nhậu nhiều lắm. Coi như bỏ đi. Coi như là người ta đã gọi là quá khứ, lùi dần rồi, coi như bỏ đi, nghỉ luôn em. Đúng tiếp rồi luôn. Tiếp nữa nè, là ở nhà mà có chuyện gì là anh hay im nhưng mà nhậm nhẹo không? Chắc chắn là có luôn đó. Tại vì em nhớ hồi lần mà anh bị bệnh á, lúc đó là bác sĩ nói là thôi đừng có coi điện thoại nữa. Mà buồn quá, thấy mặt ảnh vô bộ xuống, ảnh nói là ý là muốn gọi cho con rồi đó. Mới đầu là cương quyết lắm, không mua đâu. Rồi ráng tiết kiệm để mua cho một cái điện thoại lên coi phim rồi gọi cho con đâu. Tới giờ mà còn cái kiểu mà đòi mua gì đó không cho là mặt chù ụ không? Có. Còn không? Dạ. Bé vẫn giận hơn mặt bé chù ụ. thấy cái mặt lúc đó thảm lắm, ảnh kinh khủng luôn á. Mong muốn em ảnh thay đổi điều gì? Siêng năng tập thể dục một chút. Ở nhà là hay bị quạo cái vụ không chịu tập. Còn Ngân thì muốn vợ mình thay đổi điều gì? Quên, còn một tính là tính hay quên. Mà em chỉ mong là vợ em là đồ đạc là cứ bỏ ngăn nắp đúng chỗ, bớt thức khuya hơn để còn sức khỏe để lo cho con nữa. Em yêu vợ không? Dạ yêu hơn bản thân của em nữa cơ. Tại vì em sao? Em dạ sao? Cũng yêu chứ. Dạ yêu chồng. Đó. Anh cũng vậy. Tại vì em biết sao không? Thực sự chị nghĩ là cái kỳ tích của chồng em là một phần là do chồng em quá yêu em. Và chồng em hiểu được là em rất yêu ảnh. Thành ra là ảnh giống như nó gần như là cái bản năng em hả? Cái bản năng sinh tồn là muốn coi là mình muốn giữ cái điều đó. Mình không muốn mất cái điều đó. Cho nên mình cố gắng. Mình phải đủ sức mạnh, đủ tỉnh táo để mình giữ lại. Tức là giữ cái tình yêu của em cũng như giữ cái người vợ đó. Cho nên là đúng em, không em? Tuy em hoang tưởng nhưng mà lúc nào cái đầu óc cũng nghĩ về vợ. Đó. Tại sao chị hỏi? Em phải hiểu rằng vợ em cho tới thời điểm này vẫn vô cùng yêu em. Và ngược lại chồng em cũng vậy. Thì chính cái tình yêu đó chị nghĩ rằng nó sẽ là một cái liều thuốc cũng giống như là động lực là để em khỏi bệnh hoàn toàn. Chị nghĩ rằng em sẽ lập nên kỳ tích tiếp theo. Đúng rồi. Dạ. Năm tới nữa là báo với chương trình là ý chị ơi em có đứa con trai nữa. Chúc cho hai vợ chồng em ha luôn luôn vui vẻ và mãi mãi hạnh phúc và yêu nhau bền vững như thế này nha. Cảm ơn. Có mường tượng ra một nữ diễn viên hài nào không? Vân Dung. Hay quá. Yeah. Hồi nãy đó là cặp vợ chồng vừa rồi, cô vợ nói chung là rất có sở thích nhậu, thì không biết là cô vợ ở đây là có thích nhậu hay không? Thích cái gì? Dạ em thích đi mua sắm thôi. Cũng là một trong điều phán đoán mà anh Quốc Thuận anh đã đoán rồi. Em tên gì? Dạ em tên Hà, em năm nay 33 tuổi,
Em là một nhân viên bên ngành xây dựng. Em cũng ngành xây dựng luôn. Dạ. Bữa nay mình gặp nhiều kiến trúc sư ha, nhiều bên xây dựng dễ sợ luôn đó. Em. Dạ, em tên Trang, em năm nay 27 tuổi, em làm nhà hàng khách sạn, quản lý nhà hàng. Chắc có lẽ là Hà đi đến cái nhà hàng đó ăn và thấy là gặp vợ mình mà thấy đẹp quá và thấy là quyết định cũng như tỏ tình mà đến với cô này, đúng không? Dạ không anh. Em đừng có nói là em lộn vợ em là Vân Dung nha. Thế sao hai người à gặp nhau sao kể nha. Dạ thật ra em gặp vợ thì cũng một cái dịp rất là tình cờ là em lúc trước là em cũng làm ở ngoài Phan Thiết ấy, tức là có nhỏ em vô trong này học, đó là em ở Phan Thiết em về em thăm nó thì em về em mới gặp vợ em. Dạ. Rồi chuyện gì xảy ra? Ảnh thì ảnh đi chung với bạn ảnh nữa, mà anh kia thì cao to đẹp trai hơn. Còn ấn tượng ban đầu về ảnh thì trông ảnh rất là xấu mà gầy nữa, có 47kg thôi, mà cộng thêm là 2 cái răng cửa của ảnh bị gãy nữa, nên là nhìn ảnh cười ra cũng xấu lắm. À. Nghe vợ tả là tưởng tượng ra đó. Đúng rồi, nói chung vợ em là một người vợ rất là thương chồng. Và qua chương trình này chúng tôi mới biết rằng là anh chồng anh xài 2 cái răng cửa giả. Vậy thì chắc là em để ý anh bạn của Hà. Dạ không, lúc đó thì em không có để ý người nào hết. Nhưng mà anh kia thì ảnh xin số điện thoại em trước và ảnh nhắn tin cưa cẩm em. Nhưng mà thực sự em chỉ đi học nên em chưa có nghĩ tới việc quen bạn trai. Còn Hà lúc đó thì sao? Ban đầu gặp ấy, nhìn vợ thì rất là dễ thương, trắng trẻo, dễ thương, đẹp. Mà tóc dài nữa, em lại thích con gái tóc dài. Nên lúc đó thì rất là ấn tượng. Nhưng mà mình hồi đó em rất là xấu, nó thật như vậy. Cho nên mình cũng không có tự tin cho mấy để mà đi cưa cẩm người ta. Nhưng mà lúc đi về, anh bạn của em thì là bảo tao cua bé Trang hả mày? Xong kêu, thì mày cua chứ giờ biết nói thế nào. Nên anh bạn em mới cua. Thế là anh bạn em cua đâu nằm 2 tháng sau ấy, thì anh bạn mới gọi điện cho em bảo là ô con bé nó có người yêu rồi mày ơi. Tao cua không có được, lúc nào tao vô nó cũng đi chơi, nó đi đâu có tiêu, nó không có tiếp tao. Em mới kêu mày cô gái mà từ từ với mày làm gì, ai mà yêu mày liền mới có bao nhiêu lâu rồi mày bắt người ta yêu mày hay sao. Xong nó kêu thôi tao không cua ở đâu. Em mới bảo mày không cua thì để tao. Để cua cho tao là cua giùm mày. Dạ không, là để nếu như mà bạn em không cua nữa ấy, thì là nhường để cho em cua. Dạ. Rồi bạn của Hà có thách cả Hà cua không? Dạ cũng có, nó bảo mày ngon thì mày cua đi, cứ được dở thì tao bao mày nhậu. Dạ. Trời, cái cầu gì đó mà lắng hẹt. Nó sẽ mà chắc là không ham nhậu nè. Bởi vì em ta cua bỏ ghét mà. Ảnh cua em, ảnh dẫn em ra công viên. Ngồi công viên thôi, ảnh chưa có cho em uống nước. Thì trời tự nhiên mưa, cái em mới nói là thôi vô quán nước ngồi. Em kêu ra một chai C2 em uống. Xong ảnh nói chứ khát nước từ đời nào vậy. Lúc đó em cũng thấy tức rồi đó, em nói anh này sao nói chuyện vô duyên quá. Nên là em cũng không có ấn tượng gì với ảnh luôn. Rồi ảnh cứ nhắn tin gọi điện cho em liên tục. Nhưng mà mới đầu lên em bóc máy lên thì có chuyện nói, sau đó thì em không nói gì, em để hết tiền chơi vậy. Trời hả? Tốn nhiều tiền em? Chắc ngày cũng mất cả tầm 200 ngàn. Trời ơi, 200 ngàn. Dạ, lúc đó em gọi gần như 24/24. Anh nói chung là em bơm liên tục. Không bố vậy. Không bố, thả bom bi bên Nam An thả hết, đúng không? Bơm tin nhắn nè, bơm cuộc gọi nè. Mỗi tháng 6 triệu nè, đó. Vậy thì em dội bơm như vậy trong bao lâu thì cô này như là bị trúng ngã? 6-7 tháng vậy là. Trời ơi, 6-6 trả bao nhiêu tiền? 6-6-42 triệu. Chứ cũng lâu lắm. Là em ở Phan Thiết đúng không? Dạ. Còn Trang ở Sài Gòn. Sài Gòn. Có nghĩa là vì tụi em ít thời gian ở bên gần nhau cho nên tụi em xài điện thoại là chủ yếu đúng không? Dạ đúng. Nhưng mà lúc đó ảnh bơm tin nhắn liên tục quá nên là lúc 2:30 đêm á mà ảnh còn nhắn tin cho em nữa thì em cũng bực mình quá. Nhưng ảnh nói là sao không bao giờ nói yêu ảnh. Cái xong em tức quá em nói là em yêu anh luôn. Cái em tắt điện thoại em ngủ. Thì lúc đó em cũng chỉ nói giả vờ thôi chứ em chưa có yêu gì hết. Lúc đó thì mình cứ nghĩ là chắc là cô này cảm động vì mình cứ đây đạo diễn phim nè, hình dung liền à. Hai cái bối cảnh á, một bên đó thì tôi yêu nó mà. Còn bên kia trời sung sướng lúc 2 giờ đêm á, trời đứng rồi. Rồi bao lâu thì cưới? 4 năm vậy. Rồi cưới xong thì sao? Dạ lúc yêu thì em thấy nhiều khi ảnh cũng lãng mạn lắm, mà cưới gì thì ảnh lãng xẹt à. Chưa có bao giờ mà đưa em đi chơi hay là đi ăn uống. Ví dụ như em nói là dắt em đi xem phim một bữa đi, ảnh nói ở nhà có máy tính đó, coi cái phim gì thì gõ lên thì coi đi chứ đi xem phim tốn tiền quá. Bù lại tiền điện thoại đó cưng, 42 triệu tiền điện thoại mà cưng. Ở nhà là ai là người quản lý chi tiêu? Dạ em quản lý chi tiêu. Quản lý chi tiêu thì em lấy tiền nên em tự em đi coi mất mớ rồi. Nhưng mà phải đi hai người chứ một người. Ở cái ngoài cái chuyện mà nói ra thì là chồng em còn có thật xấu gì? Chơi vì bạn hơn là vì vợ. Anh cũng hay đi nhậu nữa. Còn cái gì nữa không? Mê game hơn là mê vợ. Mê game đến nỗi mà ảnh lười tắm, cứ quần áo đi làm về xong vứt lên giường chơi game đã luôn, không ăn cơm nào gì luôn.
ảnh đi làm về trễ, đói bụng thì ảnh hối em nấu cơm ăn. Khi em nấu xong rồi thì ảnh nói là em nấu ăn dở. Rồi có lúc canh mặn quá thì ảnh nói chứ ông bán muối nào té trước nhà hay sao mà nấu canh mặn quá. Lúc nào ảnh cũng chê em hết. Ông chê hết hồng. Ông chê mà chê rất nhân văn. Chị biết sao không? Phải em 18 mà em ấy là đi làm gì rồi cởi đồ bỏ nó rồi chơi game tí, xong ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi tí rồi tắm ngủ cho nó mát. Giờ mình tắm sớm quá lát nó nóng quá rồi mà hôi mà kê nó ngủ gì được. Nhưng mà vợ em nấu cơm dở thiệt hay là em cố tình em nói vậy để dạ, em có thời gian chơi game? Không 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 phải vậy. Nói chung nói ngon thì không thể nói ngon được nhưng mà cũng không phải là dở. Nhưng mà em chê là tại vì em muốn vợ tự tin quá rồi quên mất nấu nó thành ra 31 nấu nó dở sao. Vậy đó. Chê hả? Để cho phát triển thêm. Vậy em có để ý không? Bạn này là dân xây dựng thiệt nhưng mà bạn rất là dí dỏm á nha. Không biết là trong cuộc sống em có lãng mạn hay không. Chứ còn cái dí dỏm khi mà chê bai của bạn mắc cười quá. Nói chung là cũng mời lúc yêu mời người ta đi uống nước á mà phá một câu á. Khác lâu chưa được uống hay sao? Anh canh vợ nấu nó không bắn muối nó té chứ. Chồng em cũng có những cái góp ý, nói chung là cũng lãng sạc thiệt. Nhưng mà có lúc nào nổi điên mà thì em muốn bỏ phức cho rồi vậy? Dạ có lúc thì ảnh chơi game nghiện game nhiều quá nên là hai vợ chồng cũng cãi vã mà cũng ảnh cũng tức quá nên ảnh đập điện thoại, mà ảnh đập thì hư nhẹ nhẹ thôi, em ném vô tường hư luôn không sửa được. Trời ơi. Rồi sao? Rồi xong hai cái điện thoại đi luôn, mua cái điện thoại mới xài. Rồi vợ em có cái tật xấu gì mà em không đồng ý không? Cái mà em không đồng ý nhất là nói quá nhiều. Nó đi nó lại. Rồi giống như là vợ thường hay đi mua sắm hơi bị quá nhiều. Mới đi đám tiệc đâu tuần rồi đám tiệc chẳng hạn. Anh ơi em đi sắm cái váy em đi đâu anh đi đám. Xong đến đâu gửi tầm vài tuần sau chẳng hạn. Cái đám tiệc nữa anh ơi em lại đi sắm cái váy nữa. Không nhưng mà em thấy thì nó rất là phí. Bởi vì thật ra đồ mà mình mặc một lần như vậy thì rất là phí đúng không chị? Tầm 3-4 cái mặc xây dòng là được rồi. Em nói vậy thì vợ là bảo ủa sao anh là kêu kiệt hay là không cho em mua sắm này kia. Rồi em có muốn vợ em thay đổi những cái gì trong những cái mà em vừa mới nói ra? Đừng có nói nhiều quá. Rồi còn em? Dạ em muốn ảnh là quan tâm tới vợ chút xíu chứ ảnh là chơi với bạn không, còn bỏ em bơ vơ ngồi ở chỗ nào cũng được. Rồi ảnh đi nhậu thì về quá khuya, mà xong khi muốn ói thì không có chịu đi xuống gác ói mà lại kêu em nữa, sau đó là quay sang giận em nữa, nên em thấy nhiều cái tính đó thì cũng không có tốt lắm. Còn thấy cái ca này khó hay là dễ? Dễ chứ không khó. Dễ làm sao? Thì bây giờ bớt nhậu lại chắc có lẽ là bên này sẽ bớt phát thanh, hiểu không? Nói chung là tất cả các bạn đều xuất phát từ cái miệng hết. Bên này uống cũng từ cái miệng, bên này nói cũng từ cái miệng. Thôi thì hai cái miệng cùng giảm một chút xíu thì cân bằng hơn. Thật ra cái hoàn cảnh của tụi em nó có một cái vấn đề vậy. Mặc dù cái năm yêu nhau là rất là lâu, 4 năm. Nhưng mà tụi em lại ở cách xa nhau quá. Cho nên thực ra tính ra cái thời gian mà được tiếp cận nhau để tìm hiểu về nhau nó lại quá ít. Thì coi như bây giờ lấy nhau rồi thì mới có thời gian gần như là tìm hiểu nhau cặn kẽ hơn. Thì chắc chắn tụi em sẽ phát hiện nhiều những tính tình á, hoặc là những cái sở thích mà khi yêu mà mình không có biết được ở đối phương. Nhưng mà hơn tất cả những cái điều tụi em có những cái bực mình về nhau thì chị hỏi thật lòng là khi tụi em lấy nhau rồi có cảm thấy là yêu nhau hơn lúc mà đang tìm hiểu nhau không? Dạ có chị. Có. Tại vì thường vậy nè, thuận cái tình yêu đó ở xa chỗ đắm đuối lắm, đắm đuối vậy đó, nhưng mà khi mà lại gần nhau rồi thì tự dưng nó không có như vậy nữa. Thì thường là chia tay hoặc là yêu nhau hơn thì ở với nhau luôn, thì các bạn rơi trường hợp thứ hai. Đó là quá tốt, cơ bản rồi. Còn bây giờ những cái việc mà sửa chữa như nãy chị nói đơn giản, sửa được mà, đúng không? Dạ, được. Đúng không? Đúng không? Bớt nhậu lại thì bên đây người ta bớt cằn nhằn thôi cưng. Dạ, xin chúc hai bạn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Wow. Mau có em bé. Để bên nhà bên nữa. Sao có hồi hộp gì không? Sao lên đi coi như đi tá lả chừng vậy? Đại cháu cũng hơi hồi hộp. Hồi hộp đúng không? Vậy hả? Hồi hộp hả con? Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Thôi này là phải gọi bằng con cháu rồi. Khoan, chưa xưng tuổi, chưa nói tuổi. Bây giờ nhìn là biết tuổi nhỏ rồi. Tuổi nhỏ rồi, bây giờ nè đố ông Mai, ông đoán. Ủa ông quên rồi, ông gì quên rồi. Ông Ngủ. Ông Ngủ, ông đoán tuổi hai đứa nhỏ này coi nè. Rồi, chắc khoảng chừng hai mấy. Khoảng chừng hai mấy luôn, đúng không? Dạ không ạ. Không chơi đáng khoảng đâu. Thôi giới thiệu đi. Vậy thôi giờ con giới thiệu đi. Dạ con tên là Phạm Đức Thành, năm nay con 27 tuổi, tính cả tuổi mụ. Thì hai mấy đó là 27 đó. Không, vậy là nó nhỏ quá, nó trẻ. Tức là có cái cặp kia là các bạn kia mới 26 thôi, nhưng mà nhìn bạn cứng cỏi giống như 30 vậy đó. Còn con 27 mà nhìn con như 22 á. Đó. Nghĩa là trẻ hơn. Trẻ hơn số tuổi con quá nhiều luôn. Rồi, Đức Thành là 27 tuổi. Công việc gì và đang sinh sống ở đâu? Dạ, tại là con đang làm hát nhạc rap. Dạ, và làm kỹ thuật viên phòng thu. Con đang sinh sống ở quận 10.
40 đường nào? Ở đường Nguyễn Giản Thanh. Nguyễn Giản Thanh là gần với nhà chú. Dạ, gần cô, chú. Cô nói thì con hồi xưa là cô không hề biết nhạc rap, cô không nghe được nhạc rap, nhưng mà từ khi cô coi Rap Việt tự nhiên cô rất là thích rap. Dạ. Con có thể rap một bản được không? Ờ, con có thể là souvenir cho cô với lại chú Thuận một vài câu đi. Đó. Vô. Vô. Vô bây giờ cái không gì nữa đây nè, nè. Cái này nè, nè. Nè, nhìn nó đó đó. Tum. Rồi, mời đó, đúng rồi đó đó. Sẽ con sẽ rap một đoạn mà con sáng tác trong ngày cưới con luôn nha. Ồ, okay. Okay. Wow, hay luôn. Yo. Con có quyền đứng lên nha, con không cần phải ngồi nha. Thôi con ngồi đi. Quần tây vest xanh anh diện hết ở trên người, mang theo bó hoa kèm theo đó một nụ cười. Hôm nay anh không xề xòa, tóc tai phải gọn gàng, nói cho mọi người biết là hôm nay anh chọn nàng vì cuộc sống anh vất vả. Không biết được sau này, nhưng có em là tất cả, anh chẳng ngại việc hao gầy trao cho em rất nhiều quà. Lời hứa khi về già còn nhiều thứ chưa từng trải thì cứ để khi về nhà. Hôm nay ta vui, đám say trong men cay, thuyền ta đi bao xa nhưng hôm nay đã cập bến. Nhịp nhàng ta hát với hạnh phúc khi con tim ta trao nhau cho đôi môi kia thật nồng cháy. Ôm em trong tay, nói to cho em nghe, tình yêu bao lâu nay anh tìm kiếm. Mình cùng nhau bước trong khoảnh khắc yêu thương kia không vơi đi, để cho đêm nay hai ta nét gay. Yeah. 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 Hay quá, hàng ngàn khán giả đang vỗ tay kìa. Dễ thương. Rất hay. Hay quá, tự nhiên không khí nó náo nhiệt lên. Sớm lên liền chị. Sớm lên liền. Đây là số thứ 1, số 1 trong ngày quay đầu tiên. Đó, rồi bây giờ tới con nè. Dạ, con tên là Hải Yến. Năm nay con 19 tuổi. Tại vì nãy mình đoán hai mấy đó. Bởi nãy tôi nhìn nó là tôi nói phải gọi là con thôi. Mình đoán hai mấy cái bé đó. Dạ, không tới đâu. Sao nè, 19 tuổi rồi sao nữa nè? Công việc. Con làm gì nè? Con đang ở nhà. Dạ, nội trợ. Nội trợ thôi. Dạ. Ồ, vậy hả con? Tôi còn tưởng là bé này mà nó hát bolero, cái lặng bài bolero là phấn chấn tinh thần liền. Con biết hát không Yến? Dạ không. Không biết hát luôn. Ủa, tụi con cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ được gần một năm ạ. Một năm rồi. Dạ. Rồi bây giờ kể cho chú nghe đi, cái cơ duyên nào mà các con gặp nhau? Có phải đi coi nhạc rap xong rồi gặp ổng, cái đầu là ổng thấy dễ thương quá, cái ổng cua con không? Dạ con cua ổng. Nhưng mà con cua như là đi coi ổng hát hay sao? Dạ con đi coi ổng. Bữa nay mụ hay quá, mụ hay quá đúng không? Mụ đoán hai lần trúng hai lần. Làm hay như quá là quay trở lại đó, quay trở không lại đây, vợ chồng trước mùa đây. Trước mùa dịch á là chú Thuận đoán 100 câu là trật 105 câu, con không bao giờ trúng một câu nào. Mà sau dịch quay trở lại nãy giờ là bao nhiêu câu là trúng bấy nhiêu câu. Lợi hại cái quá, cái năng lượng hên nó bơm vô người. Rồi con nói tiếp nè. Dạ đợt đó là anh á ở Hải Phòng, xong rồi làm show ở trong Sài Gòn. Thì con lại không biết anh này, không biết nhóm của anh này luôn. Nhưng mà anh của con thì lại là được nhóm anh này mời, làm khách mời, nên là đi theo. Thì... Ủa tại sao anh con lại được làm khách mời của nhóm này? Dạ anh con là vừa là MC vừa là rapper. Dạ. Có phải là hoàng rapper không? Sao thấy vừa làm MC mà vừa làm rapper thì cái hoàng rapper nữa. Dạ thì gặp thì cũng không có ấn tượng gì lắm. Dạ nói chung là sau ngày hôm đó là về sau rồi mới nói chuyện, tầm khoảng một tháng thì comment trêu đùa nhau trên Facebook thôi. Nhưng mà con thì lần đầu tiên con gặp bé thì sao? Thực ra cái hôm đấy là con có đi với cả bạn gái của con, người yêu cũ, thì con cũng không để ý lắm. Tại xong rồi về sau thì con nhìn lại cái ảnh hôm chụp show ấy thì con mới nhìn ra bạn này, thì lúc đấy con đã chia tay cái bạn kia rồi. Thì con mới kiểu lúc mà làm quen trên Facebook cũng có cái link Facebook, xong rồi nhắn tin, xong rồi comment đùa trên Facebook, thế từ lúc đấy mới quen nhau. Nhưng mà con nói con cua anh là cua làm sao? Dạ con kiểu comment trên Facebook rồi con kêu là kêu ảnh vô Sài Gòn đi con nuôi ảnh. Ồ vậy đó hả? Rồi cái vô ảnh nuôi con luôn. Thì lẽ dĩ nhiên là anh mới nuôi con rồi. Chứ còn làm gì đâu. Ủa con có nghĩa là khi mà con nói con gặp ảnh có không ấn tượng gì? Dạ. Vậy thì tại sao con lại chủ động con cua ảnh? Dạ tại nhìn ảnh thấy ghét lắm. Nhìn anh chỉ trâu á, nhìn kiểu lôi choi quá chị. Con già dữ, con già trâu dữ. Lúc đó chắc con 18 tuổi rồi sao? Gu của con thích kiểu già dặn chút xíu, kiểu trưởng thành. Mà bữa đó là anh mới hai, kiểu anh mới về Sài Gòn, xong rồi kiểu nhạc hip hop, nhạc rap thì kiểu nhìn lôi choi, nhìn kiểu nó hơi ké tính một chút xíu á. Xong rồi kiểu anh mà già sao anh làm rap được con? Con tưởng tượng đi, chú mà rap kỳ lắm á. Rồi bao lâu thì hai đứa mới bắt đầu có những cái buổi hẹn hò đầu tiên? Không, tức là nhắn tin mà trêu đùa nhau á, bao lâu thì bắt đầu mới có những cái mà nó thuộc loại đi sâu sắc hơn về tình yêu, là bắt đầu thả thính nhau mà về yêu đương á? Có nghĩa là từ lúc mà con đi vào Sài Gòn, con làm việc vào trong quận 10, con làm việc phòng thu rồi thì bắt đầu con mới hẹn Yến sang ngồi nói chuyện. Nhưng lúc đấy con
cái ý con muốn là muốn giới thiệu Yến cho em, một đứa em ở phòng thu của con cơ, chứ không phải là con đang tán Yến. Dạ, thì đấy, thì thằng em đấy nó mới bảo là để em tán, nhưng mà 7 ngày hoặc 1-2 tuần sau nó không tán được. Xong rồi thôi, mày để tao tán cho mày xem. Thế thì lúc đấy thì con mới nói chuyện với Yến kiểu nó thân mật hơn một xíu. Xong rồi có kiểu cũng bảo là người yêu, người đương các thứ này, thì lúc đấy chỉ nói vui qua lại thôi. Nhưng mà về sau hai đứa kiểu như là gặp nhau xong rồi đi chơi xem phim, xong rồi yêu lúc nào không biết luôn. Thế con bắt đầu gục ngã ảnh vào lúc nào, cái thời điểm nào con còn nhớ không? Dạ không, tại vì cứ hai đứa cứ kiểu là nói chuyện bình thường vậy đó, xong rồi yêu hay là cưới cũng không có tỏ tình, không ai nói với ai hết luôn, kiểu nhưng như mọi chuyện nó cứ xảy ra. Ổng là làm mai con cho cái người em đó không? Dạ biết, bữa đó là con có qua chơi thì con đi xe ráp qua, thì sau khi mà qua xong thì con đi về thì anh này không chở con về, mà nhờ em của anh chở về, là con kêu gì kỳ quá. Lại bữa đó về con giận mấy ngày con không nhắn tin luôn. Xong rồi về sau đến bữa 2 tháng 9 thì lại vừa là sinh nhật của ảnh, thì anh mới rủ con đi Cần Giờ chơi. Thì đi Cần Giờ xong về bữa đó là mới kiểu hòa. Dạ. Là coi như tụi con cứ êm đềm yêu nhau vậy thôi. Nhưng có cái hôm nào mà con tỏ tình không? Ít nhất con cũng phải có một cái câu nói là làm bạn gái anh nghe hay là như thế nào? Con có chứ. Nhưng mà bình thường thì con rất là ngại nói chuyện trực tiếp ấy. Mình hay viết lên lời rap, nhưng mà khi nói chuyện trực tiếp thì rất là ngại, nên là con hay nhắn tin. Cũng có nhắn mà cũng có làm người yêu anh nhé các thứ. Rồi là thế vậy. Rồi không, thì hỏi là có nhận lời không? Dạ kiểu con cứ lơ lơ đi. Kiểu con nói sang vấn đề khác á. Tại vì con cũng ngại kiểu trả lời như vậy, nên là kiểu hai đứa cứ vậy. Cứ cái đợt mà đi Cần Giờ đó là mấy đứa đi, là đi hai đứa hay là đi mấy đứa? Dạ có đi chung với anh là anh chủ của anh Ngắn. Nghĩa là sau cái chuyến Cần Giờ nó về là con hết giận ảnh. Dạ. Là bắt đầu là thân thiết đúng không? Dạ. Rồi sau đó bao lâu, nó phải có một cái cột mốc, nó phải có một ngày gọi là chính thức là hai đứa quen nhau đúng không? Chắc con hay nghĩ là bữa Cần Giờ. Dạ đúng rồi, con nghĩ là cái hôm đi Cần Giờ là cái hôm chính thức, để là kiểu con yêu. Cũng lấy cái ngày đó là ngày kỷ niệm yêu luôn, tại đúng vì rồi. Nó cũng không có cột mốc nào hết, nên mà con cái nghĩ bữa là đó cái đi ngày Cần Giờ này. Về có nắm tay nắm chân gì không, có cả cả gì không? À, có đi ôm ấp các thứ chứ. Vậy rồi dính rồi, bữa dính rồi. Vậy là đi. Bữa kỷ niệm tình yêu là đúng rồi, là ngày hôm đó là đúng đi. Rồi đó, cho khỉ ăn rồi cả cả tay chân rồi đúng không? Rồi rồi sau đó là yêu nhau bao lâu, tức là yêu nhau bao lâu thì tụi con quyết định là đám cưới. Con yêu từ tháng 9, từ mùng 3 tháng 9 là ngày sinh nhật con, cho đến tháng 2 cưới thì là tầm mấy tháng, 6 tháng. 6 tháng. Sao cưới sớm dữ vậy con? Bác sĩ bảo cưới vậy. À sự cố đúng không? Dạ. Mấy cặp sự rồi nói chuyện như là coi như 8 cặp mà hết, coi như 6 cặp là bác sĩ bảo cưới. tại vì bé còn nhỏ mà đúng không? Dạ, lúc đó là con vừa đủ tuổi. Thì con vừa đủ tuổi, nhưng mà cái dịp nào mà để cho gọi là có cái sự cố đó xảy ra? Dạ chắc là con nghĩ chắc là đi Vũng Tàu chơi. Để lúc yêu nhau được hơn một tháng là có đi Vũng Tàu mấy ngày. Dạ. À, đó cũng là đêm đầu tiên luôn của hai đứa. Dạ. Rồi nói với mẹ không, rồi phản ứng mẹ làm sao? Dạ kiểu con còn nhỏ quá nên là kiểu ba mẹ con cũng sốc quá. Kiểu lúc đầu cũng kiểu hoảng hốt lắm. Xong rồi về sau kiểu ngồi lại nói chuyện thì cũng bình tĩnh ạ. Và quyết định là cưới. Lúc đó thì con thì sao? Về gặp ba mẹ của Yến thì sao? Cái lúc mà vợ con bảo là có bầu thì cũng bảo à, thế có bầu thì cưới thôi chứ giờ không còn cách nào khác cả, thì con mới gọi điện về cho bố mẹ, thì bố mẹ con cũng dễ tính, thì cũng bảo ok, bây giờ mày cũng 25-26 tuổi rồi thì cưới đi. Thì con mới bảo Yến là nói với bố mẹ vợ đi, nói bố mẹ đi, nói trước đi để anh đi sang anh nói chuyện với bố. Thì Yến nói xong rồi Yến không dám ở nhà nữa, đi sang phòng thu con ở, xong bắt con đi sang bên đấy con nói chuyện với cả mấy cả rồi, bố của Yến. Quá mà. Dạ. Thì con đơn thương độc mã một mình con đến con nói chuyện luôn. Con có ông anh nữa, ông anh họ con ở trong làn trong đây thì cũng là lớn tuổi rồi, thì con cũng bảo sang anh người lớn anh nói chuyện. Thì con sang con mới xin cưới mấy bố vợ con, thì bố vợ con khóc, bố vợ con rưng rưng nước mắt mà, xong rồi đi ra ngoài sụt sịt ấy, kiểu thương con gái quá, cũng hơi ít tuổi, xong rồi thương quá. Thì mới khóc, xong rồi ngồi một lúc thì mới bảo thôi bây giờ thì cũng cho cưới thôi, chứ bây giờ biết làm sao bây giờ. Nhưng mà kiểu bố chồng và bố con với cả bố vợ con hai tính giống nhau quá nên là hay cãi nhau. Vậy à? Không thống nhất được một cái ngày cưới hay là thống nhất được cưới như nào ấy. Xong rồi cứ bị qua lại nói qua lại, xong rồi bố vợ con bảo thôi không cưới nữa.
Hôm cho cưới tao bố bực đúng không? Bố dạ, bực đúng không? Bực không cưới đã không nói chuyện nữa. Rồi sao để mà thì bố con cũng bảo cưới thôi. Bố con cũng tắt máy không nói chuyện nữa, nhưng về sau thì kiểu người lớn thì cũng phải suy nghĩ lại, xong rồi cũng gọi điện cho nói chuyện thì thống nhất là ra ngoài Hải Phòng làm đám cưới. Ừ. Đấy thì cái lúc mà con xin cưới như thế. Tại vì là ba mẹ con ở trong này là cưới, người thì nói là cưới trong này, người thì cưới ngoài Bắc, nên là kiểu nói qua nhau lại cái vấn đề địa điểm cưới á. Nhưng mà cuối cùng thì mình cưới Hải Phòng. Dạ. Rồi có cưới con trong thì này về quê mượn nhà của ông để cưới ở ngoài Hà Nội. Dạ. Là tụi con là, ủa nhưng mà con gốc Hà Nội hả? Dạ, con người Hà Tây. Thì có cưới trong Sài Gòn không? Dạ không, tại vì lúc mà vợ chồng con cưới xong thì nói chung là vấn đề kinh tế nó cũng khó khăn á. Thì với lại vừa đó là con vừa cưới xong mà dịch nữa. Nên là quyết định là thôi, không có cưới lại. Nhưng mà tại vì quê con Hà Tây hả? Dạ. Ừ, vậy thôi là cưới ở ngoài Bắc được rồi, bố mẹ bay ra thôi. Dạ. Đúng rồi. Cô tưởng con người Nam tức là ở miền Tây á thì là mới phải cưới hai nơi chứ còn. Dạ. Rồi nay là được bao lâu rồi cưới nhau? Cưới nhau từ ngày 4 tháng 2 mà đến bây giờ là 2020 hả? Vâng, con nhớ 2020, bây giờ là 1 năm. Dạ. 1 năm tách. Vậy là em bé được mấy tuổi rồi cơ? Dạ, được hơn 1 tuổi. Hơn 14 tuổi rồi. À. Rồi sau khi cưới như vậy á, có nghĩa là trước khi cưới là hai ông bố đã có một cái sự hiểu lầm, cũng có giận dỗi nhau. Vậy thì sau khi cưới thì có hai bên có gì xích mích hay không? Hoặc là có những cái biến cố gì xảy ra không? Dạ không. Tức là tụi con cưới xong là vô miền Nam liền luôn hay là ở ngoài Bắc một thời gian? Dạ, sau khi mà cưới xong thì con bị bệnh. Con bị lao phổi. Trời, bị liền luôn ạ. Dạ, bị cưới xong phát là bị luôn. Là thì cách đó 1-2 tuần nhé. Rồi sao? Thì cái giấy tờ của con cũng bị mất, con đi chơi xong rồi bị mất hết giấy tờ, không bay vào trong Sài Gòn được. Thì ở lại thì hôm sau là đi kiểm tra là bị lao phổi, bị bệnh. Trời. Thì bắt đầu con mới đi con chữa thì vàng bạc bán hết. Cưới xong tiền vàng bạc bán hết để đi chữa bệnh. Lúc đấy con cũng không có bảo hiểm nên là rất là đắt. Thì con đi con chữa, đầu tiên là con chưa ra bệnh viện, con đi chữa ở chú con. Chú là em của bố con. Chú con làm đông y chữa thì thực ra thì chú chữa cũng giỏi, nhưng mà cái bệnh đấy là bệnh trong, không thể chữa kiểu đấy được. Nội. Thì chú chữa lại bị nặng hơn một xíu. Dạ. Bị nó cái dịch ở trong phổi con nó bị co lại, người ta hút nó khó. Thì lúc con đi chữa thì con bị kiểu con đi ra cái bệnh viện lao phổi ấy thì người ta chữa rất là khó, người ta hút, người ta đâm kim hàng ngày, đâm kim liên tục. Cứ đâm mấy lần vào để hút dịch ra. Bình thường người ta chỉ hút 3 lần là hết, 5 lần là hết, con hút cả mười mấy 20 lần mới hết. Trời. Đấy thì xong 2 tháng thì cũng hết sạch tiền rồi. Không còn tiền, không còn gì thì nhưng mà ở trong đây vẫn còn công việc thì con mê cố, kiểu lúc đấy mới nghĩ là bây giờ nghề của mình hát rap mà bìa phổi của mình bị như thế cũng bị suy một thời gian, nhưng mà con vẫn cố để vào trong đây con làm tiếp. Thì vào trong đây thì phát triển cũng gọi là tạm ổn rồi thì từ lúc đấy là con cũng khỏe. Nhưng mà bây giờ cái phổi của con là đã ngon lành hết chưa? Phổi con bây giờ khỏe lại rồi. Con phải trị tận gốc nha, cái phổi này là phải trị tận gốc luôn. Vậy là cái giai đoạn khó khăn nó chắc là vàng vòng tiền bạc rồi chắc. Dạ. Con bán hết luôn đúng không? Như vậy là cái lúc đó là tụi con cực kỳ khó khăn luôn á. Chồng thì bị như vậy, vợ thì lại đang mang bầu. Có bầu đúng không? Lúc đó cái cảm xúc của con sao con? Con có tuyệt vọng không? Con không tuyệt vọng nhưng mà kiểu con lo quá. Mấy ngày con không ngủ được. Đêm á, rồi ở trong viện á thì hút cái dịch ra rồi còn phải chờ kết quả mà. Người ta nói là cái dịch này còn chưa biết là bị bệnh gì, thì có người thì bị u, có người thì bị ung thư. Hơn, nếu mà hơn lắm là bị lao. Thì kiểu mọi người cứ nói là nó còn trẻ như này chắc chỉ bị lao thôi. Nhưng mà kiểu nhiều người ở trong đó bị ung thư quá nên là con sợ lắm. Nói chung là không ngủ được. Xong rồi về sau đến hôm mà có kết quả thì kiểu mọi chuyện nó ổn hơn chút xíu. Lúc đó là bầu mấy tháng con? Dạ lúc đó con mới bầu hơn 2 tháng. Trời ơi mà nó còn quá nhỏ. Không, nhưng mà cái tuổi nó ngộ lắm em. Cái tuổi là cái bầu nó lại rất tháng, là 2 tháng, 3 tháng gì. Nó không có vấn đề gì luôn, nó rất là khỏe luôn. Dạ. Đúng không? Lúc đó bé nó còn nhỏ quá. Rồi mình lại bệnh như vậy. Thì khi mà em phát hiện bệnh như vậy thì Yến mỗi lần như vậy thì có động viên em hay là lúc đó em thấy Yến như thế nào? Thấy vợ mình thì sao? Lúc đấy thường thường thì bị bệnh như con thì người ta không cho về. Con toàn nói dối bác sĩ thôi. Là kiểu con đi về con chữa bệnh ở nhà nữa, thì buổi tối con mới bảo bác sĩ là cho con ra ngoài con ăn, nhưng mà con ra ngoài là con đi về, con không ăn, con đi về nhà để động viên Yến, tại vì con biết mới lấy xong mà, thì ở nhà vợ cũng buồn, thì
thì con cứ chữa bệnh cả ngày ở đấy, xong rồi tối con lại đi ra con nói dối bác sĩ bảo con đi về con ăn, xong rồi về nhà ngủ, đến sáng hôm sau dậy sớm 5 giờ dậy là phải lên bệnh viện. Thì con cứ như thế trong vòng hơn 1 tháng. Thì về nhà vợ chồng nói chuyện thủ thỉ thì cũng không sao cả. Thì con cũng quyết tâm thôi, quyết tâm là bây giờ mình ốm thì mình phải càng ngày càng ăn uống đầy đủ các thứ vào để cho tăng sức đề kháng lên. Thì con thanh niên mà cũng hồi phục nhanh nên là cũng không sao cả, cũng trải qua được cái đấy. Lúc đó em sợ, lúc đó con sợ gì? Trời, con chỉ sợ ảnh nó bị ung thư. Nhưng còn... mà cho đến khi mà có kết quả thì ok đúng không? Là mình nhẹ nhàng đi. Dạ. Rồi sau đó thì con bao nhiêu lâu thì con vô Sài Gòn? Sau cái lúc mà con xuất viện xong á? Xuất viện một cái là con vào luôn. Dạ. Trời, vậy là ở ngoài đó cỡ chừng khoảng chưa tới 2 tháng hả? 2 tháng, ở ngoài 2 tháng. Chữa 2 tháng. Là vô luôn, vô xong Sài Gòn. Đâu, người đám cưới xong là 2 tuần sau mới phát hiện bệnh. Dạ. Như vậy là chữa là vỏn vẹn 1 tháng mấy. Thì đó là bạn nói 2 tháng là coi như vô Sài Gòn luôn. Đến khi là con quay vô Sài Gòn là coi như là hai vợ chồng chắc cũng đâu có tiền bạc. Trắng tay đúng không? Dạ. Làm gì còn đồng nào. Rồi ai, bên nào là đơn vị hỗ trợ cho hai vợ chồng con? Thực ra con có một ông anh ở trong Sài Gòn cũng làm phòng thu. Thì con vào con làm cùng với anh ấy. Thì anh ấy hỗ trợ. Anh hỗ trợ con lúc mà hai vợ chồng vào không có tiền là anh ấy hỗ trợ hết. Xong bố mẹ vợ hỗ trợ làm trả dần. Bố mẹ con thì cũng kiểu cho đồ, ví dụ như những cái vật dụng trong nhà này, rồi lương thực. Nhưng mà kiểu bố mẹ con vẫn còn em nhỏ nên là vợ chồng con cũng không muốn nhờ. Rồi bây giờ hai vợ chồng đã có nhà riêng chưa? Hay là tụi con chưa vẫn thuê? Dạ. Bộ con vẫn đang bình thuê. Thường, dạ. Chuyện thuê nhà là bình thường. Tụi con còn quá nhỏ mà, cái đường tương lai nó còn rộng mở ở phía trước mà. Chúng là 20 mấy năm kiếp nhà thuê nè, mới có nhà đây thôi đó. Chuyện rất là bình thường, cố gắng phấn đấu lên. Nhưng vấn đề là bây giờ là con ở nhà nuôi con, là có ai phụ con trong em bé không? Dạ không ạ, dạ tự con lo. Con có ở gần bố mẹ không? Ủa rồi giờ em bé đang ở đâu? Dạ con gửi mẹ con. Mẹ đang trong ạ? Mẹ con thì cũng đi làm suốt ngày á, nên là lúc mà con sinh trong cữ thì có mẹ chồng con vào chăm. Nhưng mà chăm được 1 tháng thì mẹ con đi về tại vì còn công việc buôn bán. Dạ thì mẹ con ở trong này thì lâu lâu mẹ con đáo qua đáo lại. Hai vợ chồng có thường xuyên về ăn cơm ké ở nhà bố mẹ vợ không? Không, tại vì con bận quá, con bận làm quá. Dịch quá bận gì? Trời dịch quá đâu có thu thiết gì đâu mà bận. Dịch cũng không đi được nữa. Không mà vậy là bé này cũng giỏi nè. Nó nhỏ mà nó quán xuyến mà vừa chăm con vừa ấy là giỏi ghê luôn á. Như vậy phải con thương vợ nha. Con lười lắm. Thôi bây giờ sẵn. Làm hết thôi sẵn rồi bây giờ chúng ta vô luôn cái phần cái tật xấu đi nha. Để cho cái không khí mình nó xâm tụ lên lại nha. Hồi nãy nó trùng xuống quá, nó tra màu quá nha. Ủa vậy là vợ con vừa mới nói là con chăm hết, con lo hết kìa. Đúng không? Thì con về con chỉ nấu cơm, nấu nước, nấu cháo, rửa bát. Thế thôi. Lau nhà, giặt đồ, chăm con, kiếm tiền. Coi như đã làm có nhiêu đó à? Liệu có nhiêu đó. Không, cái đó là tính tốt. Còn bây giờ là phần khui tật xấu. Đó. Thôi bây giờ này cho con trước đó. Vợ con có tật xấu gì không? Vợ con nhiều tật xấu lắm. Cái thứ nhất là lười. Cái đấy là con không thích nhất. Còn tất cả các loại tật xấu khác thì con có thể bỏ qua được. Cái lười con hay cầu nhau lắm. Thì cái lười ví dụ kiểu lười cái... con đi về con trưa đến, con làm đến trưa con mới về. Hoặc là nhiều khi làm đêm thì ngủ trưa mới dậy. Thì trưa con nấu cơm nhưng con gọi không dậy. Thế con gọi nhiều quá thì quay ra cáu, bảo để em ngủ. Lười không thèm ăn cơm luôn. Con thì hay sống theo giờ của bố mẹ mà. Thì con cũng ngủ theo ý luôn. Con của cũng con dậy luôn. Ngủ nướng tới trưa luôn hả? Ngủ cả trưa luôn. Cũng không dậy luôn. Thì đấy là cái tính lười ấy. Con kiểu trẻ con thì con cũng không chấp mấy cái đấy. Nhưng mà hai con hay cầu nhau. Tính con thì cầu nhau, vợ con thì hay cáu bẩn. Đấy. Cáu bẩn á, cáu bẩn á. Rồi lười nè, còn gì nữa không con? Mà chơi game. Phải chơi game mà. Nít nó phải chơi game thôi. nhiều khi trông con cũng bị stress quá thì chơi game cũng được. Là tại vì chơi game kiểu mình nhập vai vào game ấy thì kiểu đỡ cảm giác stress hơn thì cũng được. Còn cái gì tự dưng nó quên hết rồi. Không còn cái gì xấu hết. Quên tốt. Có gì đâu. Xong là coi như có là... ghen không? Vợ có ghen tuông không? Vợ con chúa ghen luôn. Chỉ vẫn nhắc đó. Vợ con chúa ghen luôn. Sao đâu? Con hoạt động nghệ thuật thì cũng kiểu có một xíu fan. Một xíu fan thì có cả fan nữ, fan nam. Thì các cái bạn mà con hay vào con comment ấy là vợ con xóa hết. Wow. Mà vợ con đặt cái theo dõi có nghĩa là
con comment vào nick của ai thì hiện hết lên nick của vợ con. À, tin nhắn thì vợ con nắm được cả mật khẩu Facebook các thứ rồi, con chỉ chơi mỗi Messenger và Facebook, không chơi một cái mạng xã hội nào khác cả. Thì vợ con nắm cái nick ấy rồi thì con cứ nhắn trai là biết hết. Xong rồi ví dụ like comment ai hay là nếu mà các bạn xinh xinh ấy vào xóa xóa luôn. Đấy là ghen. Ghen. Con đi diễn ở đâu, bất kỳ một nơi nào ở cái Việt Nam này, Hà Nội, Cần Thơ, tất cả mọi thứ Vĩnh Hy đều phải lôi vợ con đi hết. Không được ở nhà. Mà cô chú cũng biết là bây giờ đi mà mang theo vợ con, cái thứ nhất là kinh tế. Kinh tế nó sẽ bị đôn lên. Cái tiền sâu của mình sẽ không còn được nhiều nữa. Và cái thứ hai là khi mà mang cả vợ con đi thì phải chăm cả vợ con nữa, phải chia đôi cái phần trăm công lực của mình ra, không tập trung vào show được. Thì cái hiệu quả của cái show đấy nó sẽ bị giảm đi một phần. Đấy thì hai cái đấy, đấy là cái ghen ấy, cái ghen là sợ con đi show xong rồi quen bạn này bạn kia, vợ ở nhà. Đi đâu cũng phải lôi theo, không chịu. Nếu mà không không cho đi thì thôi anh đừng đi show nữa. Đấy. Rồi sao chi tiêu trong nhà, tài khoản ai là người nắm giữ? Tài khoản vợ con giữ hết. Coi như là trong có nhiều tiền là biết hết đúng không? Tại bây giờ đi làm là toàn là chuyển khoản thôi. Dùng một cái, đúng rồi, dùng một cái tài khoản đó, duy nhất một cái tài khoản. Vợ con dùng, nhiều khi khách hàng hỏi con tài khoản đâu, con còn chả có. Thì vợ con dùng hết. Bao nhiêu tiền là chuyển hết ở tài khoản đấy. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Nè. Có nhõng nhẽo tốt không? Mà. À, tật xấu cũng hay nhõng nhẽo, nhõng nhẽo nhưng mà đấy thực ra cũng không phải đáng tật xấu. Đáng yêu lắm. Cái đó đáng yêu mà, nhõng nhẽo. Mỗi lần mà gây nhau thì như thế nào? Gây nhau vợ con gớm lắm. Ghê gớm lắm. Nhìn thấy nhẹ nhàng thấy chứ. Cái lúc mà thôi, lúc mà hiền, bực mình mà cáu lên là không để ý một cái gì luôn á. Có thể hủy hoại tất cả luôn. Hủy hoại tất cả mọi thứ luôn. Tất cả mọi thứ luôn. Sao nghe con kể mà chú thấy thương con quá vậy con? Thì sau cùng con vẫn phải xin lỗi thôi tất cả mọi thứ. Tại già quá. Rồi giờ tới con đó. Ừ đó. Con chắc không có gì kể với anh luôn. Chắc kể tốt không quá. Ảnh hoàn hảo đúng không? Dạ, tại vì ảnh làm nhiều thứ cho con lắm chứ. Mẹ con hay nói là chứ giờ mà may quá có ngờ ảnh chịu được con chứ chắc mà không ai chịu được con luôn. Tại vì con vừa mới đi học xong thì ở nhà với ba mẹ thì không phải làm gì hết. Chỉ có rửa chén, quét nhà này kia thôi thì về nhà chồng ai cũng kêu là trời không biết là nó có lo được cho con nó không? Hay là có lo được cho chồng con nó không? Nên là kiểu gặp được anh là cưới anh đó, con cảm thấy kiểu hạnh phúc. Dạ. Nhưng mà vậy là chú không tin rằng là ổng không có cái tật xấu gì. Con cái này hay đi comment hình gái thôi chứ không có gì hết. Rồi công việc của chồng á, chồng có suốt ngày ở trong phòng thu suốt ngày rồi nhiều khi có khi nào bỏ bê vợ không? Ngày 24 tiếng thì anh ấy ngủ hết tầm 8 tiếng, còn lại là ở phòng thu hết, chắc ở nhà tầm 1-2 tiếng. Dạ, 1-2 tiếng đó là dọn dẹp nhà cửa hoặc là nấu cơm. Thì chồng nãy chồng có tự thú đó. Ánh chồng thì là hơi cầu nhau, còn đây là cáu bẳn nè, đúng không? Nhưng mà 2 tiếng là hai mẹ con ở trong nhà mình nên vậy đó. Dạ, con thì ở trong nhà. Rồi tối thì sao? Dạ tối thì con cứ ngủ trước. Rồi cửa thì để đó, anh nó về nó tự mở. Dạ, ở ngoài phòng thu có camera nên là không có sợ. Con nghĩ là mở mắt ra thấy ổng đang ngủ trên bàn mix. Yên tâm coi như là không có. Con chắc con phải đầu tư một cái hình mà giống như là về sáp á. Con đầu tư đi, xong con dụ gắn camera đằng sau lưng gắn tới á. Mà có khi nào làm phòng thu mà không về nhà đúng không? À, dạ có, nhiều khi là khuya quá đúng không? Dạ khuya quá, với lại là có nhiều khi là khách hàng cần bài gấp á. Dạ, là phải trả trong đêm luôn. Tối người ta thu á là đêm phải trả cho người ta, là có khi làm đến sáng. Rồi chồng giờ con muốn vợ con thay đổi điều gì? Con chỉ muốn vợ con thay đổi đỡ lười đi một xíu là được. Kiểu đỡ lười như kiểu vừa con bảo ấy, là chồng dậy gọi ăn cơm thì dậy luôn đi. Đó. Để bảo cái gì thì kiểu làm luôn đi. Thực ra nó cũng chả đáng là cái gì đâu, nhưng mà để nó nhiều quá nó bị bực. Trời ơi, thực ra con biết không, bây giờ cái chuyện của tụi con á, mình tưởng vậy á nhưng mà nó phức tạp lắm á nha. Con biết lý do tại sao không? Tại vì vậy nè, ở cái tuổi này của chồng con là 27 tuổi đúng không? Dạ. Thực ra so với con thì anh lớn hơn con, nhưng mà so với cái mặt bằng chung của những người thanh niên, những người đàn ông thì tuổi này vẫn còn rất là trẻ. Dạ. Mà cái người đàn ông người ta bắt đầu chín chắn á, là khi người ta từ 30 tới 40, là trong 10 năm đó là bắt đầu người ta chín chắn. À, từ sự nghiệp cho tới tính cách cho tới tất cả mọi thứ, đúng không? Rồi còn vợ của con thì lại là quá nhỏ,
tức là vợ của con cái tuổi nhỏ mà bây giờ nó phải cán đáng những cái chuyện như là một người vợ, một người mẹ mà chưa có một cái kinh nghiệm gì luôn đó. Thành ra là trong khi đó tụi con lại sống nghĩa là hai đứa tự thân lập thân hết, không có ai giúp đỡ, không có gì cả, tự tụi con hết trơn á. Thành ra là ví dụ như những cặp bạn trẻ khác á, thì người ta chỉ cần bỏ ra hai cái phần công lực của người ta thôi, nhưng tụi con phải bỏ 4-5 phần, tức phải gấp đôi, gấp ba người ta, thì tụi con mới có thể là giống như là đảm bảo tất cả mọi thứ được. Thành ra theo cô á, là như vậy, có nghĩa là chuyện nó đã lỡ hết rồi. Cái tuổi của con là tuổi ăn tuổi lớn, tuổi được hưởng thụ, tuổi để được đi chơi ha. Yeah. Nhưng bây giờ vì cái đứa con của mình nha, con tạm hy sinh khoảng cho con khoảng chừng 5-6 tuổi á, con của con á 5-6 tuổi thì bắt đầu lúc đó con bù lại, chồng sẽ bù lại cho vợ những cái tháng ngày mà có nghĩa là mình không được hưởng thụ cái tuổi trẻ, tuổi con nít của con đó, con nghe không? Đó thì con nghe lời chồng đi, con nghe bây giờ con phải tập. Tại vì bắt buộc bây giờ con không thể chối cãi được, con là mẹ rồi, là vợ rồi. Thì con phải học cách quán xuyến gia đình nè, học cách làm sao để gọn gàng, tinh tươm, sạch sẽ gia đình ha, rồi giúp cho chồng về công việc nhà. Con biết lý do tại sao chồng con đã bị phổi á, thì cái vết đó nó rất dễ bị tái lại. Nếu mà bị quá sức là sẽ bị lao lực á. Dạ. Làm việc quá sức là rất dễ bị. Thành ra bây giờ con phải cố gắng con hỗ trợ chồng con. Con hy sinh cho đến khi con của con 5 tuổi hoặc 6 tuổi đi. Đúng không? Dạ. Lúc đó mình hưởng thụ lại. Thì trong thời gian đó chồng của con sẽ tạo dựng sự nghiệp, yên tâm để mà tạo dựng sự nghiệp, có bao nhiêu sức lực dồn vô cái sự nghiệp. Thì 5-6 năm nữa, 2-3 năm nữa chứ, thì lúc đó tụi con bắt đầu dư giả về kinh tế. Lúc đó là bù lại hết. Con dạ. Hiểu ý cô không? Dạ. Phải cố gắng. Chứ mình không thể nào mà mình dựa vào ai được. Đúng không? Đúng rồi. Chồng con nó làm hết là có một lúc nào đó nó sẽ bị lao lực. Đúng rồi. Đó, cho nên cố gắng. Đó, thành ra là cô nghĩ là vợ con sẽ... Con cố gắng đi, con cố gắng đi. Con bắt đầu thay đổi từ bây giờ đi. Con hiểu không? Dạ. Nhưng mà con phải hứa với vợ là sau này con sẽ bù đắp lại cho vợ con. Chứ để tội nghiệp lắm. Đúng mới rồi. Nứt mắt ra một cái là vừa lẫn hai cái trách nhiệm quá lớn. Vừa làm mẹ vừa làm vợ. Đúng không nè? Dạ. Ha. Cố gắng đi. Chứ còn sau này là không mất công là gây lộn rồi. Kiểu mà tại vì tụi con còn cái đường tụi con còn dài lắm. Con hiểu không? Chồng con cũng vậy. Chứ 27 đâu có phải là lớn đâu con. Dạ. Con hiểu không? Còn mình giữ là giữ cái phần hồn chứ mình không cần phải giữ cái phần xác. Nhưng ví dụ như trong cái trường hợp cô nói nghe, nếu mà con đi diễn xa thì cái việc mà con đem vợ con theo cũng là được. Tại vì nó không thể nào nó không thể nào mà yên tâm được khi mà có người chồng hát hay nè, giỏi nè, duyên dáng như vậy mà không kiểm soát được. Nhưng nếu con đi theo chồng thì con phải đảm bảo đừng có làm phiền chồng con, không được chia sẻ sức lực của chồng con. Dạ. Vì nó rapper, nó cần phải có hơi, nó cần phải có sức thì nó mới có giọng được, đúng không? Dạ. Thì con lo chu toàn hết về phần hai mẹ con. Đó, thì như vậy chồng con cũng vui mà con cũng yên tâm, đúng không? Dạ. Ok. Rồi. Đồng ý không? Dạ. Nhân cái dịp này thì không biết là con có một cái điều gì đó để mà nói với chồng con hay không? Con có thể bày tỏ với chồng con hoặc có một cái điều gì đó để mà... Với chồng vì đi. Chồng con thật ra là cũng vừa cưới xong lại trải qua một cái cơn bệnh như vậy. Và bây giờ đang phục hồi và thậm chí là vừa phục hồi về sức khỏe, vừa phục hồi về tinh thần. Dạ, con... đó. Bây giờ con cần hứa với chồng là con sẽ là một người phụ nữ trưởng thành. Đó. Chồng con rất cần có một cái sự tiếp sức ở con. Đó. Cho chồng con yên tâm kìa nè. Sao hứa trên sóng truyền hình không mấy được đâu. Lời nói bày tỏ tình cảm, một lời hứa tùy con. Chắc là từ hôm nay về thì em sẽ thay đổi. Vì anh nhiều thì con nhiều hơn. Đúng rồi. Thôi, hai đứa đứng lên nói chuyện đi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi dạ. Chồng đứng lên, cái gì nói với vợ nói nha. Nắm tay chồng nói đứng đi con. Đứng lên. Anh đứng con nè. Mà làm sao cho chồng con nó rớt giọt nước mắt là con siêu á. Nói thiệt đó. Thực ra con kiểu hay thô lắm, không kiểu thể hiện tình cảm nha. Cật thật là cật. Nói đi. Thật là cật nha. Cái gì? Sao? Nói đi con nói đi. Như là cảm ơn anh để chịu đựng mình, nâng chiều em. Từ hôm nay em sẽ cố gắng thay đổi vì anh, vì con, vì gia đình của chúng ta sau này. Ok, mãi yêu vậy. Đó, trời ơi, quá tuyệt vời. Cái ôm rất là hạnh phúc.